Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube Ta Sa Trần. Thì trong video này, Ta Sa xin chia sẻ đến các bạn mẹo cắt củ hành làm sao để không bị cay mắt và cũng nhằm giúp cho các bạn tự tin hơn khi vào bếp. Không gì khó chịu bằng cảm giác cay mắt khi cắt củ hành, đúng không các bạn? Sau khi xem xong video này thì Ta Sa hy vọng là cảm giác cay mắt khi cắt củ hành của các bạn sẽ không còn nữa. Đầu tiên là cách gọt hành tím nha các bạn. Đây là những củ hành tím mà mình đã chuẩn bị. Thay vì các bạn sẽ gọt hành, sau đó là mình sẽ đi rửa. Và ở đây Ta Sa sẽ ngâm hành trong nước khoảng 5 phút và sau đó Ta Sa sẽ gọt. Và bây giờ Ta Sa sẽ trải nghiệm cho các bạn thấy là không có một chút xíu nào là cay mắt luôn nha các bạn. Các bạn hãy áp dụng theo cách này, mình sẽ không còn cảm giác bị cay mắt nữa. Nếu như mà các bạn có phải gọt củ hành với số lượng lớn thì Ta Sa khuyên bạn nên áp dụng cách này, rất là hiệu quả để không bị cay mắt. Và tiếp theo đây là cách cắt củ hành không bị cay mắt. Đây là củ hành tây mà Ta Sa đã chuẩn bị. Bây giờ Ta Sa sẽ gọt vỏ bên ngoài của củ hành tây này. Các bạn lưu ý là mình gọt cái phần đầu và tất cả phần vỏ của củ hành tây, và các bạn sẽ chừa lại phần rễ của củ hành nha các bạn. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì cái phần chỗ rễ của củ hành chứa rất là nhiều nhựa, và cái nhựa đó sẽ làm cho chúng ta bị cay mắt. Bây giờ Ta Sa sẽ xắt hành ra nhưng mà vẫn chừa lại phần rễ. Ta Sa trải nghiệm cho các bạn xem nha. Ta Sa sẽ xắt hành thật nhỏ và thật chậm nhưng mà vẫn không bị cay mắt. Với cách này thì hiệu quả rất cao nha các bạn. Ta Sa cắt hành nhưng mà không có một cảm giác nào gọi là cay mắt hay là khó chịu luôn các bạn. Ta Sa sẽ cắt và đến cái phần rễ của hành thì Ta Sa sẽ bỏ đi. Rất là hay nha các bạn. Và củ hành không làm cho mình bị cay mắt một chút nào luôn. Bây giờ Ta Sa sẽ trải nghiệm là đưa gần lên mắt cho các bạn xem luôn nha. Không một cảm giác cay mắt. Thật là tuyệt vời luôn các bạn. Không một cảm giác cay mắt hay là khó chịu nào cả. Các bạn hãy áp dụng theo cách này, rất là hiệu quả đó các bạn. Mình vẫn để hành ở đây nhưng không có cảm giác là cay mắt hay là khó chịu nào xảy ra cả. Và một cách tiếp theo Ta Sa muốn chia sẻ đến các bạn, đó là gọt hành trong thau nước đá. Và Ta Sa ngâm củ hành, sau đó là sẽ gọt trực tiếp cái củ hành này trong nước đá luôn. Và Ta Sa sẽ gọt sạch tất cả phần vỏ của củ hành. Ta Sa sẽ cắt bỏ phần đầu và phần rễ của củ hành luôn nha các bạn. Các bạn để ý khi Ta Sa cắt cái phần rễ củ hành thì ở đây có rất là nhiều cái nhựa, cái tinh dầu chảy ra, và cái tinh dầu này sẽ làm cho mình bị cay mắt. Thì mình sẽ ngâm tất cả cái củ hành này vào trong nước đá khoảng 3 phút. Sau khi ngâm 3 phút thì các bạn lấy ra và các bạn cắt thì hoàn toàn không bị cay mắt luôn nha các bạn. Cách này đạt hiệu quả hơn 90% luôn nha các bạn. Không có một dấu hiệu nào cay mắt hay là khó chịu nào luôn. Và sau đây, Ta Sa sẽ cắt thật nhỏ và thật chậm cái phần củ hành đã được làm lạnh này cho các bạn xem nha. Không hề có một cảm giác khó chịu hay là cay mắt nào xảy ra. Bởi vì khi chúng ta ngâm với nước đá lạnh thì cái phần tinh dầu cũng như là phần nhựa của củ hành nó đã bị đông lạnh đó các bạn. Nên là cái phần đó nó sẽ không làm cho ảnh hưởng đến mắt của chúng ta nữa. Với cái cách mà làm lạnh củ hành trước khi cắt này hiệu quả rất cao nha các bạn, có thể nói là đến 99% luôn đó các bạn. Hoàn toàn không cay mắt, không khó chịu luôn nha các bạn. Và với cái cách làm lạnh này thì cái phần mà hăng khi mình cắt củ hành cũng giảm bớt luôn nha các bạn. Ngoài ra còn có mẹo khi cắt hành lá là chúng ta sẽ nhúng con dao vào trong nước trước khi cắt, hoặc là chúng ta sẽ bỏ con dao vào trong tủ lạnh khoảng 2 phút trước khi cắt hành lá thì cũng sẽ giúp cho chúng ta không bị cay mắt. Và cũng có một cách khá là đơn giản là chúng ta sẽ đặt một cây quạt ở phía sau lưng để cho gió thổi những cái hơi hành bay đi để chúng ta không còn cảm giác bị cay mắt nữa. Nếu như mà các bạn thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy cho mình xin một like và một share
Nếu như những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh Tasa Trần nha các bạn. Để Tasa có thêm động lực ra nhiều video hay hơn, hữu ích hơn để phục vụ cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.